Chào mọi người, hôm nay thì Trân sẽ đọc hộp nước hoa Chami nè, là một sản phẩm đang rất là hot trên thị trường nha các bạn. Từ bên ngoài thì các bạn đã thấy hộp rất là đẹp lắm nè, cái một màu hồng rất là cute đúng không? Và có luôn cả màng ni lông bao quanh hộp, giống như là những hàng nước hoa của châu Âu luôn nè. Và có luôn cả tem chống giả của Bộ Công an nè. Và trên nắp hộp, ngoài logo Chamira thì nó còn có một dòng, đó chính là ghi là sản phẩm đạt cúp vàng về người tiêu dùng nha mọi người. Đây sẽ cho mọi người xem. Và một bên hộp thì có ghi là thông tin của thông tin của công ty rõ ràng và mã vạch luôn nha mọi người. Đây, để xem mọi người xem. Và nhà máy sản xuất thì có luôn cả chứng nhận của GMP nè. Và một bên hộp thì có ghi đầy đủ thành phần và đủ 3 tầng mùi hương nha. Đây, điều này thì chúng sẽ mở ra cho mọi người xem cho rõ nha. Đây là còn mới cáo luôn nè, cho sẽ mở ra cho mọi người xem. Mọi người xem cho kỹ nha. Ở bên phần đây hộp thì nó có ghi gồm có thành phần và 3 tầng mùi hương của nước hoa nè, cách sử dụng nè, cách bảo quản nè, và sản xuất theo tiêu chuẩn gì. Và còn sau đây đó là thông tin của công ty nha mọi người. Đây, ở đây thì có phiên dịch qua tiếng Anh nha. Đây là sản phẩm đạt cúp vàng vì người tiêu dùng đây nè. Và đây là tem chống giả của Bộ Công an nha mọi người. Và bây giờ là đến khoảnh khắc là mình sẽ khui cái hộp này ra thử xem nha. Khui thôi, mình mở ra xem thử bên trong ha nào. Wow, các bạn xem bên trong đây. Nó có luôn cả cái màn chống sốc nha. Chưa xịt thôi là cho đã nghe. Một cái mùi rất là thơm rồi nè. Mở ra xem. Trời ơi, đây là chai nước hoa Chami nha mọi người. Nhìn mẫu mã rất là đẹp đúng không nè. Nhìn rất là thấy cưng luôn. Chưa xịt mà đã nghe cái mùi rất là thơm rồi nè. Cái mùi nó rất là ngọt nè, sang và nó rất là quen luôn nè. Thử xem, mình mở ra mở. Mình xịt thử xem thế nào nha. Và mọi người nhớ là khi mà mình xịt nước hoa thì không nên chà chà như thế này, vì chà thì sẽ khiến các tinh thể nước hoa sẽ bị vỡ ra và mất mùi ngay. Và xịt một chút thì đợi vài giây để cho hương nó sẽ hòa quyện vào da nè. Các bạn biết không, khi mà cùng một chai nước hoa nhưng mà người này thì xịt sẽ nghe một khác, còn người kia sẽ xịt nghe một khác nè. Và bây giờ hửi thử nha. Và cái mùi này thì nó rất là giống mùi Chanel Coco Mademoiselle luôn nè. Và trị giá của chai nước hoa này chỉ có giá là 430.000 thôi nè. Mùi hương rất là nhẹ nhàng, không gắt, nghe rất là sang luôn. Và các bạn có cảm thấy là mình đã hứng thú với chai nước hoa này không nè? Và người bán thì luôn bảo hành độ lưu hương của nước hoa là từ 7 đến 12 tiếng luôn nè. Nếu như mà thơm mà từ 1 đến 2 tiếng thì các bạn sẽ được hoàn tiền nha. Đây, tôi sẽ chiếu cận cảnh lại chai nước hoa Chami Ori cho mọi người xem nha. Có một bông hồng rất là dễ thương đúng không nè. Và đây sẽ là, tôi nghĩ nó sẽ là một sản phẩm sẽ làm mưa làm gió trong thời gian tiếp theo nha. Bỏ hộp ở ngoài rất là sang luôn. Và có luôn tất cả đầy đủ là từ tem chống giả nè, và thông tin của công ty, và 3 tầng hương cho các bạn dễ nắm bắt nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Trân nè.
Và bây giờ thì chân phải tận hưởng hương thơm tuyệt vời này mới được. Chào tạm biệt các bạn.